cả nhà. Để anh chị mua iPhone Pro Max. Dạ. À, Huyền Vinh Hùng mới đi đón Alex xong, bây giờ ghé xuống đây mua, không phải mua mà là đổi chai, đi bán dây chai các bạn. Huyền Vinh Hùng đi bán dây chai ha. Sao đông dữ vậy? Hoa cũng còn giảm giá không? Mua để nó dành anh ấy. Đừng có chở em xuống đây, chở xuống đây tốn tiền các bạn. Huyền mua lần không nhiều, mua lần chút. Ủa, chút mà mua hoài. Dữ vậy em? Hè tới đầu rồi. Tiên á. Vô đây chỗ đậu nhất nè. Lần đầu tiên mới thấy nè. Đông quá các bạn. Hôm nay Alex giới thiệu cho cô chú nha, Alex bán dây chai để dành tiền mua iPhone Pro Max các bạn. Bây giờ chán iPhone Pro Max rồi. Vậy Alex thích gì? Samsung. Alex thích Samsung ha. 28. Alex để nhận nè. Hôm nay gia đình nhỏ đi bán dây chai đây. Alex bỏ thôi. Alex bỏ đi. Bán đầu mình đó, hàng ngon chưa? Để tiền lên kìa Alex. Alex qua đây đi con. Để bỏ đất. Nó nhảy tiền lên nè. 10 đồng là ba mấy ngàn rồi. Bây giờ các bạn biết không, một lon vậy là 2 đồng á. 2 đồng là 6 ngàn Việt Nam. Ừ. Hồi trước có 50 ore với 1 đồng rồi các bạn. Rồi bây giờ người ta làm cho cái chai này nó mắc nè. Cho các bạn để dành lại cho nó đừng có bị ô nhiễm môi trường á, đừng có giục tùm lum á. Alex bỏ từ từ thôi, con liện vô nó lộn, nó mất á. 6 đồng rồi nè. Wow, 4 đồng. 3-4 đồng. 3 đồng. 3 đồng. Wow, Alex bên này tích được 200 à. Ừ. Nếu các bạn muốn muốn cho thì mình bấm cho cũng được ha. Triệu. Bấm giống như mình cho hay là mình lấy vé lô tô thì mình tặng nó tặng mình lại xuống thì cũng triệu đó vậy á các bạn. Cũng có người ta đổi chai trúng tiền rồi nha. Có rồi đó. Nó có tiền tao nói luôn nó con vậy hả? Alex làm nhanh đi con. Chút vô mua bánh cho Alex ăn, mua kẹo cho Alex ăn. Chừng phải để dành mua iPhone cũng mất rồi. Mua kẹo rồi còn nhiêu thì bỏ ống heo để dành. Nó để dành mà. Thay đổi chai xong rồi người ta có để cái chỗ cho các bạn rửa tay nè. Rửa tay xong rồi có đồ sấy tay nữa nè, thấy không? Mấy chỗ này thì mình để mình bỏ mấy cái bọc rác nữa. Huyền đổi tổng cộng được 220 đồng cả nhà. 220 nè Alex. Tụi Huyền mua dâu về trồng nè các bạn. Các bạn coi nè, ở đây nó rẻ lắm. 79 đồng mà còn giảm 30% ha. Còn hôm bữa dưới kia là 300-400 đồng một chậu đó các bạn. Đây, anh Hùng mua bông giang thọ nè. Thùng á hả? Dạ. Nè, Alex chạy bông bông cây. Cả nhà ơi, Huyền mua dâu nè. Huyền thấy nó có trái sẵn, Huyền mua nè. Với Huyền mua thêm mấy chậu bông nữa cả nhà. Bông đẹp lắm. Thấy bông là nhào vô rồi. Đừng có rủ em xuống đây, em thấy bông là em nhào vô. Mua mà ổng nhằn quá, chở không có hết á. Để cái cây cao đó em cầm cho. Là cái cây cao em cầm nè. Ê gãy á, để em cầm phía trước. Đẹp lắm các bạn, mà nó cao nè. Mình khoái màu tím đó không? Ê đẩy cái chậu, ô cái nhánh nó vô không anh? Mình mua cái chậu hoa này màu tím cũng đẹp lắm các bạn. Từ nhà Huyền đi xuống đây nhanh lắm các bạn, dễ ôm về đó. Chỗ sau phía sau của anh Hùng đâu còn chở đất nữa đâu, chút anh Hùng xuống chở mấy bao đất về mới trồng được. Thì tụi Huyền đợi chiều mát á mới trồng. Dạ. Nhà có hoa rồi nhìn nó mới đẹp mắt các bạn. Ở bên đây tụi Huyền trồng với lại chưng được, nhìn được vài tháng nè. Bắt đầu vô mùa thu rồi là nó tàn tạ hết. Rồi xong rồi cái qua năm sau cái bắt đầu làm lại vậy đó. Cho nên là Huyền thấy hoa ở đây người ta năm nào ta cũng bán nhiều đó. Anh ha. Năm mình trải bỏ dài. Dạ.
cứ năm nào người ta cũng đổ tiền ra người ta mua các bạn, tại vì nó không có sống được, nó chết. Giống như Huyền cũng có, hồi năm rồi Huyền cũng có mua mấy cái lùm mà nó sẽ sống lại mỗi năm á, nhưng mà Huyền thấy nó sống lại cái nó cũng yếu ớt lắm các bạn, không có giống như người ta trồng ở trong nhà vườn đâu. Nó bị tuyết đồ lấp lên á, sống lại cái Huyền thấy nó lay lấp, nó nhìn nó xấu lắm, nhổ luôn. Nhổ luôn. Có xích mai. Xích tinh mai nè, sắp tới lễ Quốc Khánh nè. Huyền với anh Hùng mới đi mua 10 bao đất về nè các bạn. Đất trồng cây với lại mấy cái bao nó phân bò á. Xét quá trời xét các bạn ơi. Cái lò nướng này, cái chụp của cái lò nướng này các bạn, bây giờ mình sẽ mài nó ra xét hết rồi mình sơn đen nó lại ha. Sơn cái loại sơn mà chống nóng á. Cái đây nữa này các bạn, để ngồi mưa ngồi gió nó xét nè. Bây giờ mình chà thêm chút nữa. Mình lau khô xong mình xịt sơn đen lên ha. Trời ơi, đó, Alex xách giỏ đi về nhà bạn chơi kìa. Quá trời, lúc này lưu linh quá trời luôn cô chú ơi. Hả? Biết đeo không? Biết đeo sao? Đeo vậy đó, hai đứa chạy ha. Dạ. Đội nó bảo hiểm vô. Đội nó bảo hiểm vô, vô. Đi con. Nhìn fix đó. Dạ. Giờ này con đâu cần đội cáp đâu, đội cáp rồi con quên á. Hôm nay hai đứa Huyền làm vườn nghe các bạn. Huyền sẽ trồng dâu vô mấy cái chậu treo này cho nó lòng thòng xuống, tại vì cái loại dâu này á là cái trái nó dài, nó lòng thòng xuống các bạn. Đó. Có mấy chậu này nè. Mấy cái chậu này thì Huyền sẽ trồng hoa lồng đèn. Đây. Đó. Để cho đất vô. Anh Hùng thì ảnh sơn là cái lò nướng á, cái lò nướng tôi để ở ngoài cho nó xét. Không chùm á. Không chùm lại nó xét. Nè. Trời ơi các bạn coi kinh khủng không? Như vậy nè mà ở trên đó người ta bán 200-300 đồng một chậu. Đó, trong khi Huyền mua cái này có 79 đồng một cây các bạn. Mà tụi Huyền được giảm 30%. Ngồi chứ các bạn. Tại nó tính tiền chậu này nữa đấy ha. Còn mấy cái chậu này á, là hồi đó Huyền mua bông á, xong rồi cái nó tàn rồi dục á thì mình giữ lại á. Hồi sáng Huyền mua tới 5 chậu luôn. Tại Huyền thấy Alex nó thích ăn dâu á, cho nên là Huyền mua nó nhiều các bạn. À em có mấy cái à. Đúng rồi, có mấy cái này để mình lên đường lấy. Ừ, lên đường lấy cái bẻ lên nè. Đó cái nè. Trồng dâu đẹp lắm luôn á. Trời ơi, quên nữa. Hồi sáng nói để dành tiền đổi chai để dành tiền cho Alex mua điện thoại mà má nó mua bông hết. Má nó lấy mua bông hết. Rồi, cho nó cái tiền lớn. Nửa cho nó cái khác. Nè các bạn coi nè. Ô cái cây màu trắng nó nhỏ hơn cây màu đỏ anh.
Đó, cái này là cả nhà. Các bạn thấy nó mọc ra một cái con không? Cái này các bạn chôn xuống đất là thành một cây nữa đó. Giờ mình sẽ trồng cái chậu này hai cây ha. Trái nữa, cái loại này cái trái nó dài, nó lòng thòng ra ngoài các bạn. Đó, bắt đầu cái này nè, cái hồi chôn xuống đất luôn. Cái này nè. Xích ra đây cho các bạn thấy nha. Đó, cái này mình chôn xuống luôn. Hồi sáng anh mua bông anh trả nhiêu tiền nha, em quên nữa. Mua bông này em mua thêm nè. Tổng trồng 800, trồng 900. Đó, đẹp không các bạn? Cho nó vào đây. Thì không biết là nó ngọt không nghe, nhưng mà nhìn trái không là thấy đã rồi các bạn. Nó mọc rễ một con đây nè. Mới này các bạn. Có anh Hùng vì anh giỏi lắm. Để mình quay nha. Quay quay cho cả nhà xem. Đó, hồi nãy anh có quay nó xét không? Xét. Anh có quay không á? Có. Vậy đó hả? Trời ơi. Ủa sao vậy? Cả nửa nó rớt ra hả? Rồi, được rồi. Giờ này y chang như hồi mới đó, luôn mình á. Phải giữ lại, mình phải ráng cố gắng mình giữ cho bảo quản cho nó. Em thấy ví dụ nó xét thì anh làm gì nữa thôi. Ừ. Mỗi năm mỗi làm thôi. Ừ. Sau này mình không có dùng, mình lấy cái tủ nó lại. Cái miếng cao su á ha. Ừ. Mời mốt mà Huyền không có làm sushi nữa, chắc Huyền xin vô nhà vườn Huyền làm trồng bông á các bạn. Mở luôn. Xin mở vô nhà vườn. Ờ, xuống trồng bông rồi, trời ơi, nhìn nó mê quá à. Đó, bây giờ Huyền có hai cái cây hoa lồng đèn này nè. Lồng đèn này Huyền nghĩ trồng chậu nó thòng xuống mới đẹp. Huyền thấy trồng dưới đất cái nó xà dưới đất gì hết à. Hoa nở đâu có đẹp đâu. Đó, Huyền sẽ cho nó vô chậu treo luôn nha. Đáng lẽ là Huyền mua trong chậu treo sẵn mà ở dưới đó Huyền không có thấy cả nhà. Người ta bán gì không à? Người ta bán trong cái chậu gì không, cho nên là Huyền về Huyền chế lại. Đó, tác phẩm của mình xong rồi này các bạn thấy chưa? Mới trở lại nha. Mai lên hai cái chậu xuống dưới bán thử coi. Đợi giá 4,5 ba một chậu. 4,5 có lời không? Lời chứ. 4,99. Cái chậu này mua hồi đó như quên mất tiêu rồi. Mấy bà già nó quy bà thấy bà bưng về cho nó gọn luôn. Có người làm sẵn đẹp thì đó, người ta mua cho nó nhanh. Có cái bà già đó, cái bà lợi bà nhìn bà hỏi rồi có ăn được không? Nó nói dạ, cái này vô được ba mà. Dâu mà trời. Nhìn bà tưởng bông, anh hiểu không? Ừ, hồi nãy anh cũng thấy tưởng là cái chậu này là chậu bông á chứ. Đó nè. Mình sẽ cho nó vô đây nha các bạn. Cứ mà người ta vô chậu sẵn là vài trăm mà. Đúng rồi. Ờ, người ta gần vô 4, chậu 3, sẵn, người ta tính thêm cái tiền chậu á các bạn. Tiền công. Cho nên hồi đó tôi Huyền dục hết là ủ ghê. Cái đợt sau anh Hùng anh hay gom dục á. Để nhà cái ánh than tùm lum. Hai cái chậu này anh nghĩ để dưới đây ha. Cái chậu này. Chậu thông này nè. Không để ra đây. Hãy thấy cái vườn, một khúc cái vườn nhỏ như vậy nè. Cũng mấy ngàn tiền bông đó nha các bạn. Bông ở đây nó mắc cái này. Bông. Đẹp chưa. Mới mốt nó phình lên đẹp. Nữa nha. Đẹp phải không? Để anh đóng cái này chút anh rửa luôn. Còn cái này. Còn chậu nữa không? Thì quá trời bông nè. Dạ. Sau này trái dữ lắm luôn á. Ở dưới nó còn nữa hả? Lá tốt quá trời chốt nè. Thấy vậy mà hai tuần sau là nó cái trái lại bông là nhiều dữ lắm nha. Mà dâu cũng có màu có ăn lắm. Dạ. Này các bạn thấy không nè. Quan sát lại cho các bạn coi nè. Còn sống mà nó dài thòng lòn này thấy không? Chừng nó bự nó đỏ ra là trái bự dữ lắm á. Ờ, cái loại này bự nhưng mà hình như nó không được ngọt cái gì á. Chưa biết. Chấm đường ăn hay. Tốn rồi mình uống. Wow, thêm chậu nữa. Cái cây nó to ghê luôn á.
một cây. Cái này là một chậu em trồng hai cây. Ừ. Còn cái này có một cây mà tại cây nó to. Các bạn nào mà đi dạo mà thấy cái nhà riêng nào mà bông cây đồ nhiều quá là mấy cái vườn đó người ta bỏ tiền nhiều dữ lắm đó, với lại công sức ha. Ừ. Wow, hôm nay nó nở quá trời nè em. Đào xoáy lên nó coi. Lấy cái xe lại không? Dạ, lấy đây. Lấy đi hết nè. Làm lại đất cho nó tốt một chút. Wow, cái rễ nó cũng dữ lắm đó. Dạ. Viên luôn rồi đó. Ừ. Ồ, cái rễ cũng quá trời luôn kìa. Ừ. Ở dưới đây hồi xưa mình cũng có cái đất tốt ở trên nè. Dạ. Mấy cây bên kia nữa kìa. Ừ. Cây này để em giờ qua bên kia, còn đây mình trồng đậu đúng không? Ừ. Hay là trồng đậu mấy cái kia. Coi các bạn ở dưới này, cát này, cát xấu ghê không? Hồi đó anh Hùng anh mua cái, anh mua cát để xây nhà hay gì mà anh để trồng bông các bạn. Mua lộn á. Ừ. Cái này là mình đã có trộn đất chứ không rồi, chứ hồi xưa nó là cái gì nè. Ừ. Đó vậy nè, anh thấy không, nó đâu thấm nước đâu. Đúng cát rồi. Thì ông có tu ông nói đó. Ừ. Nói cái đất này nó xấu. Ồ. Vậy được rồi, được rồi. Ở dưới nè. Ừ. Này, được thì được rồi. Bên này có cơ hội thể thao á. Ráng làm đi. Xuống ký. Hôm nay em đào ra mới thấy ở dưới quá chừng khác không. Trời, cái này cát này mà để ở dưới thôi. Đúng rồi, đang tới rồi. Rồi, mới đi vô khuôn này nè. Thích lắm. Chuyển tới chuyển lui à. Đó. Chừng mấy cây nó cao nó bự ra thì ngồi đây nó cản bớt nè. Khu này. Rồi bây giờ chỗ đây thì trồng cái cây bông leo mới cho nó leo lên cái này luôn. Đó. Hồi xưa là cây nho để đây nè. À, đi đổ bên kia trước rồi mình ra đây mình đào. Qua ủa, cây nho. Ai đẩy đổ? Em. Trời ơi, em anh cameraman này, bữa nay ngày thể thao của em mà. Chia ra công việc. Đó, bây giờ mình đi qua cái khúc cây nho này các bạn. Đó, bên này nè, chưa có bỏ tiền ra mua chậu nữa nha. Đó, nhà lớn thì tốn tiền nó nhiều dữ lắm. Ở khúc này đăng lý là mình trồng chậu bông rồi cho nó đẹp nữa nè. Nhưng mà để từ từ mình tính sau ha. Đó này các bạn, cây nho nè. Đó, cây nho mình chuyển qua đây nè. Bự ghê không? Mới cả 2 năm mà nó dài thòng lòn nè. Nó cũng lên bông rồi nè. Lên trượt rồi đó. Đó. Mấy cái cây nho này thì nó không cần đất tốt. Nó chỉ cần đất khô như vậy nè. Mấy cái cây này bữa vứng lên mà hôm nay nó lên nữa nè. Đâu? Nó mạnh dễ sợ. Ồ, nó mạnh ghê, để luôn đi. Để hả? Để cho nó đẹp, có cái xanh. Xúc đi. Bên này ngày thể thao đó. Làm cho nó ốm. Ủa, bên này mạnh dữ ta. Hả? Bên này mạnh dữ. Em định bứng cái cây đào vô. À, cái đào ở trên đó hả? Dạ. Búng vô đây. Dạ. Để chừng cái đó mình chưng. Cứ mùa đông lạnh cái mình bưng vô. Dạ. Che nó lại. À, cũng được. Ừ. Ồ, phải đào nữa hả ta? Em đào vô. Sao thích đào như trời. Ổng bàn ra thôi. Đào tiếp. Nãy giờ mình đào. Đào cho hàng xóm nó bạn. Cũng 3 xe rồi nè.
Trời ơi. Hả? Hồi đó mua mấy trăm đồng xe quên rồi. Quá xấu luôn. Cái này cát chứ phải đất. Cái này cát với đá chứ không có đất. Mệt chưa? Nhìn mặt rất mệt. Nhìn mặt rất mệt. Đó, thì nhờ anh Hùng trộn trong cái chậu lớn này các bạn. Đất với lại phân bò ha, Huyền sẽ trồng đậu của bà Tàu cho. Đây có bà Tàu đây. Huyền có ươm nảy mầm một vài hộp á, nhưng mà bà kêu là ươm thẳng nó xuống chứ không cần mà ngâm hay là ủ gì hết á. Nhưng mà Huyền làm hai cách luôn các bạn. Tôi Huyền sửa lại cái chậu này nè, cho mấy cái đất kia cho hàng xóm hết rồi các bạn. Huyền cho đất mới lại ha, tại đất kia nó dở không có trồng bông được, chỉ trồng cỏ thôi. Đó, mấy cái này là nó chuẩn bị lên mầm nè. Huyền dời qua đây nè, trời bên la ha. Ăn no ngủ kỹ, nãy giờ mới ra nè. Nãy giờ nằm ở trong phòng á. Còn đây là cái cây Huyền mới mua nè. Đó, với lại mấy cây này mới mốt nó cao lên. Thích quá cả nhà nè. Ê, giống cái màu áo em dữ anh. Giống người con. Y chang luôn. Đẹp cả nha. Ủa sao vậy chứ? Ủa, vậy một mình anh hả? Vậy? Trời ơi, người hùng của em. Lòi trĩ. Mình trồng ở chỗ đó thử. Ok. Nhà Huyền ít bông thôi, chút chỗ vậy đó. Được rồi cả nhà. Thấy nó có màu rồi, được rồi. Dạ đúng rồi. Nó ra vậy không? Dạ. Nè các bạn coi nè. Cây hoa nở trắng hết rồi. Đáng lẽ mới đầu Huỳnh định làm hai chậu thôi, nhưng mà em nghĩ gì được rồi. Ha. Okay. Tới cắm ra tay nè. Bà Tàu thì bà kêu để gì thôi. Ngộ ha. Không có cần. Anh này anh thấy vậy nó mau nè. Còn Huyền thường ươm sẵn này đó nha. Nhưng mà được rồi đó. Ừ. Đó là ươm sẵn nè. 1, 2, 3. Cái này em nghĩ nửa giờ xích vô trong một chút á. Thì để là ấy đi. Chúc anh vô cho nó vô một chút nữa. Dạ. Chút nữa. Để em làm lỡ một chút. Chọt. Nhất chị á. Không biết nó lên không nữa. Lên nha. Ngâm nhiều lắm á mà nó bị úng. Cái dây này nè là cái dây nó bự không? Hay là nó nhỏ? Nhỏ anh ạ, nhỏ. Ồ chứ nó không có dài hả? Nó cao, không nó cao chứ nhưng mà cái dây nó ốm yếu, nó nhỏ. Vậy là chừng mình buộc dây hay sao? Nửa nó bò nó cũng quấn lên á. Bây giờ chừng anh đừng có leo lên để ỉa nha, hay đái nha, kỳ lắm à. Nó thấy đất là nó bùi á. Nó cũng... có đái bậy không ta? Cũng có ra ngoài này đái bậy. Đó, nó chưa hết đi khám rồi đó nè. Đó. Từ đâu cũng có nó nè, hồi nãy giờ ngủ mới dậy nè. Đó. Nè, nó, nhưng mà nó cũng bị úng á anh, nó cũng bị úng. Chắc mấy bữa em làm cho nó nóng quá gì á. Không biết nữa. Chắc là em cho hột kia luôn. Thì em cho mớ hột kia luôn. Ủa sao trời gầm dữ vậy? Ừ trời gầm. Đúng rồi, cũng 10 hột đó luôn đi. Thành lên thành 20 hột luôn cũng được. Bả dặn, bả kêu là làm gì thôi, không có cần gì hết á. Mà tại vì mình sợ đó, cái xong cái mình làm xong nó úng thiệt rồi, hột nó úng. Nóng quá gì. Không biết nữa. Mấy cái hột kia nó đâu có úng đâu. Sao này nó úng, nó mềm quá, nó úng. Từ ở đây nó có sẵn nè, nó có cái mấy cái leo sẵn nè các bạn. Hồi đó cái chỗ này là Huyền trồng bí siêu đọt đó cả nhà. Ừ, chừng nó leo lên đây nè, cái chỗ này đẹp lắm đó. Wow. Ê, ủa sao bên đây lớn dữ vậy? Nè nó cắn ngang, đứt ngang nè các bạn. Đó, sáng vô còn thấy nó héo rồi, biết rồi, dở lên cái nó đứt luôn nè, đứt ngang cái rễ. Ủa màu lớn ghê ha, bụng bàn thấy nhỏ xíu rồi mà. Đây con nghĩ con ốc rồi. Giờ này là có nó rồi đấy. Đó các anh hàng xóm ở nhà Huyền để rác bên Huyền đó các bạn. Thì giờ qua vẫn nói chuyện bình thường thôi, thấy không? Người đa uy mà cái gì qua rồi thì thôi à.
Hôm nay kêu anh Hùng nói chuyện, không biết là nói cái gì. Chắc hôm trời cũng thấy kỳ. Với lại cái tánh anh Hùng mà, anh cũng giống như mấy người Na Uy ở đây á các bạn. Giống như cái chuyện gì qua rồi thôi à, chứ ảnh không có để bụng. Ảnh không phải mà thù dai đâu. Thì bữa tụi Huyền giận thì cũng nói vậy thôi, nhưng mà gặp mặt thì tụi Huyền vẫn chào nhau đồ bình thường đây nè. Đó, vẫn chào, vẫn nói chuyện bình thường. Đó, bây giờ thì Huyền sẽ bứng cái cây đào ra ha. Đó, Huyền cho nó vô đây nè các bạn. Các bạn coi nè, nó sống có phân nửa. Đó, nè, nó thành củi rồi nè. Đó, cho nên là để Huyền cứu giãn nó thử coi được không. Cây này tới một gần 850 rồi đó, Huyền mua 890 rồi các bạn. Đó, Huyền mua cũng 3 năm rồi. Cũng mua ở cái chỗ mà hôm bữa Huyền quay cho các bạn xem á. Bây giờ Huyền bứng ra nè. Xong. Trời ơi, đào xong muốn nát thở. Nát thở cả nhà ơi. Rễ nó cũng ăn sâu xuống dưới á. Mà cây này mà Huyền không đào lên là Huyền bảo đảm nó chết các bạn. Tại nhìn thấy cái rễ nó cũng giống như bị khô, nó không có tươi á các bạn. À. Vậy hả? Anh qua anh nói vậy hả? Vậy hả? À. Vậy đó hả? Anh cũng à, đúng rồi. Rồi anh nói sao? Nhà mày làm trước với đồng đẹp quá hả? Ừ. Rồi hỏi nói chuyện với nó là nhà nó bán 8 triệu đó. Trời. Dạ. Nhà đó 8 triệu các bạn. 8 triệu tự gì nó nói nó đã ưng sơ kê đó, ừ. Gọi là khảo sát vòng vòng đây. Khảo sát cái giá hiện tại ở cái khu mình này. Khảo sát rồi. À. Chứ lại cái nhà nó là ở dưới á. Có cho thuê vậy? Thêm cho thuê đó. À. Nó nếu sau này ai mà mua cái nhà của nó thì lấy cái tiền thuê đó trả. À, thêm, mà có thêm ảnh qua chắc ảnh cũng biết không rồi kỳ á các bạn, cho nên ảnh qua ảnh nói hơi hơi. Xong phim rồi cả nhà. Tối rồi, bây giờ Huyền vô Huyền lo cho nhóc nhỏ nữa. Tạm biệt cả nhà tới đây. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Tôi sẽ tới 10 giờ được không? Nó còn trả giá nữa, thôi đi vô nhanh lên.